Đối với mình ấy, thì Yaris Cross nó là một chiếc xe có mọi thứ, mức độ đủ dùng, hài hòa, và quan trọng là một chiếc xe để phục vụ mình. Mình sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề máy móc, bảo dưỡng, trang thiết bị hỏng hóc gì cả. Mình chỉ cần đi giữ xe, rửa xe thường xuyên, rồi đến lịch theo hãng nhắc thì mình đến mình bảo dưỡng thôi. Và mình cũng không cứ sáng đi làm, mình luôn luôn mình có một chiếc xe đợi dưới hầm, nổ máy là đi. Toyota Yaris Cross, một mẫu xe gầm cao cỡ B mà đến thời điểm hiện tại thì người ta vẫn có những cái tranh luận với nhau về giá bán và về trang bị của mẫu xe này. Vậy nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Duy, chủ xe của chiếc Yaris Cross này, về những cái giá trị của mẫu xe này mang lại, và cũng như rằng là nếu như so sánh với cả một số những cái mẫu xe hot khác ở trên thị trường như là chiếc Mitsubishi X-Force hay là Honda HR-V thì liệu nó có còn đáng mua hay không. Chào mừng em đã quay trở lại với xe, đừng quên bấm nút like, share cũng như subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bọn mình. Trước khi bắt đầu video thì anh Duy có thể giới thiệu một chút về anh, về bản thân cũng như là cái lý do, cái hoàn cảnh mà anh lại lựa chọn mẫu xe này cho khán giả của Mê Xe biết không? Xin chào anh em Mê Xe. Thì mình là Duy, hiện tại mình 28 tuổi, là nhân viên văn phòng. Thì trước khi mua Yaris Cross thì trước đây mình đã đi một chiếc xe khác, đó là Volkswagen Polo. Thì cái xe Volkswagen Polo của mình thì nó không có một option gì cả, thậm chí còn không có Bluetooth, thế nên là và điều hòa rất nóng. Thế nên là khi mà mình mua một cái xe khác thì những cái tiêu chí của mình đầu tiên là có Bluetooth kết nối được điện thoại, thứ hai là điều hòa nó mát, thứ ba là xe nó bền, lên xe nổ máy ra đi, không cần phải suy nghĩ nhiều về chăm xe, bảo dưỡng xe, mình chỉ cần rửa xe và mình đến lịch bảo dưỡng định kỳ để mình ra hãng thôi, mình không cần chăm quá nhiều, rồi là không có các lỗ vặt linh tinh. Xe này mình mua lúc đã giảm giá rồi, thì giá lúc đó phiên bản trắng nóc đen này thì là 662 triệu, thì đại lý có tặng tiền mặt rồi tặng trang bị linh tinh, mấy cái linh tinh nhiều, dán kính đó, dán kính, camera, trải sàn gì đó, cả đăng ký nữa, thì nó loanh quanh khoảng 750. Thời điểm đấy thì lại chưa được tặng 50% lệ phí trước bạ như bây giờ. Bây giờ thì Toyota họ đang chạy cái chương trình khuyến mãi cho Yaris Cross, tặng 50% lệ phí trước bạ. À, nó cũng sẽ bị hơi cao hơn một tí, nhưng mà về cơ bản thì mình cũng vẫn cái lợi thế đấy mình thực ra là nó cũng không chênh nhau nhiều đâu, tại vì là nó giảm tiền mặt trước thì nó cũng thế. Thời điểm đấy thì có phân vân với lại xe CX-30 của Mazda. Thực ra mình phân vân hai xe này tại vì là hai xe nào thiết kế theo kiểu trung tính, mình muốn một xe nó trung tính thôi, mọi thứ nó đều vừa phải, không cũng không mong muốn một chiếc xe của mình 600 triệu mà nó kinh khủng như xe vài tỷ. Tất cả các cái động cơ rồi là cách âm mọi thứ thì mình cũng chấp nhận nó ở mức, tất cả mọi thứ ở mức là vừa phải thôi. Thì trong phân khúc này thì con Yaris này và CX-30 ấy thì là xe Nhật, thì nó cũng thiết kế nó cũng trung tính. X-Force thì nó cũng hơi đặc biệt quá, nhìn nó hơi bị nổi bật quá. Đó. Thì lúc ra đại lý xem ấy, thì CX-30 nó hơi chật, mình có chở gia đình ấy, thế nên là muốn một cái xe nó thoáng một chút. Còn động cơ thì mình đi lanh quanh trong phố thì nó cũng không cần phải quá khỏe. Thứ nhất, thứ hai là xe đi trong phố nó cũng tiết kiệm, thế nên là mình quyết định mình lấy Yaris Cross. Đấy thì vừa rồi thì em cũng có chia sẻ qua về một số những cái ưu điểm của chiếc Yaris Cross này ấy. Thì em muốn anh nói sâu hơn một tí, tức là theo anh thì đâu là những cái ưu điểm mà anh, tức là anh thấy nó là những cái tốt nhất của chiếc xe này? Thực ra ưu điểm tốt nhất là mỗi thứ nó có một tí, nó không phải cái gì xuất sắc cả, thế nhưng mà mọi thứ nó đều ở mức đủ dùng đối với mình. Mà nó lại hài hòa. Nó hài hòa, nó động cơ nó cũng vừa phải, không quá khỏe, không quá yếu. Cách âm thì nó cũng không phải quá là xuất sắc, nhưng mà nó cũng không quá ồn. Không gian thì nó cũng tương đối rộng, mình chỉ có hai vợ chồng và một bé nhỏ, thế nên là cũng không cần phải xe quá rộng kinh khủng, nhưng mà trong không gian nó thoáng một chút, và cốp thì nó cũng đủ rộng để mình chở đồ cho con, thế thôi, chắc là nó hài hòa. Em nghĩ rằng đây là cũng là một cái, có lẽ mình sẽ nói là nó là một cái đặc trưng của nhiều những chiếc xe Toyota khác trên thị trường, bởi vì nó không phải là một cái gì đấy kiểu quá hào nhoáng, quá kinh khủng, nhưng mà rất nhiều người ta lựa chọn Toyota bởi vì không chỉ là cái câu chuyện mà người ta hay nói là Toyota bền, mà đơn giản là mình khi mà mình có thể mình đến một cái độ tuổi nào đấy mình muốn lựa chọn một chiếc xe, thì về cơ bản ví dụ như chiếc Yaris Cross ở đây thì ví dụ với anh Duy chẳng hạn, anh là một người đã có vợ có con rồi,
thì mình cũng không cần một con xe theo kiểu mình phải đua bơi, mình phải gì đấy cũng hành tráng cá cả. Mình chỉ cần một chiếc xe nó có đầy đủ những cái tính năng, có đầy đủ công dụng và đáp ứng được cái nhu cầu để mình phục vụ gia đình mình là được. Mà anh Duy lại còn không phải là một người gọi là mua xe lần đầu, anh có nhiều trải nghiệm với xe rồi, đi rồi, đi xe rồi, thậm chí đi cả một chiếc xe Đức cùng đấy, anh lựa chọn một chiếc Yaris Cross. Thế thì mình có thể nói thêm đi một số những cái điểm, ví dụ theo anh thì có điểm gì mà anh thấy có thể Yaris Cross là một cái điểm trừ trên mẫu xe này? Thực ra điểm trừ có hai điểm. Nó là điểm trừ nhất động cơ thì vừa chia sẻ ấy, đi thành phố thì không sao, tiết kiệm thôi, nhưng mà đi ví dụ đi đường trường, đi xa, đi chơi ấy, thì nhiều lúc vượt những xe dài như xe công ấy, thì sẽ mình phải tính toán đấy, động cơ nó không được khỏe, đạp nó cũng phải có thời gian để nó lên. Cái thứ hai có một điểm nữa là cái hộp số của nó đi nó cái ở dài tốc độ từ 10 đến 20 ấy, thì khả năng là nó có cái chuyển giữa cái bánh răng với lại cái dây đai, tại vì nó là DCVT, thế nên là nhiều lúc là cái chuyển nó hơi bị giật, không hẳn là giật mạnh nữa nhưng nó hơi ngặt ngưỡng một chút. Tức là nó không, vì nó không sang số, thế nên là mình có cái cảm giác là nó không dứt khoát được cái xe. Nó hơi ngặt ngưỡng ở đoạn đấy một chút thôi, giống đâu đó khoảng tầm tốc độ từ 13, 15 cây thôi. Qua chỗ đấy một chút thôi là xe đi thì hộp số lại rất là mượt êm, xe giữ tua cũng rất thấp. Xe này đi mình đi cao tốc ấy, đi khoảng 100 km/h thì tua nó khoảng 1,5-1,6. Bây giờ đi, nếu như mà so sánh với cả một cái mẫu xe mà tháng vừa rồi nhỉ, tháng vừa rồi Yaris Cross chỉ bán thua X-Force có vài xe thôi, thì nếu như là với góc nhìn của anh Duy thì anh so sánh giữa Yaris Cross với cả X-Force thì anh thấy thế nào? Thực ra thì hai xe này nó tầm giá thì nó cũng ngang ngang nhau. Thì X-Force thì theo cá nhân mình nghĩ thôi thì nó có nhiều phiên bản, nó có phiên bản từ rẻ đến cao và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau hơn, thì có doanh số cũng sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà so sánh với những bản đủ option của hai bên ấy thì giá nó cũng xem nhau. Thứ nhất, cũng thương hiệu Nhật, cũng máy cũng như vậy, cách âm thì mình nghĩ là cũng không có nhiều khác biệt lắm đâu, tại vì tầm tiền này mình không đòi hỏi nhiều. Nó cũng tóm lại là hai xe này nó sẽ hướng tới những cái khách hàng có cái thị hiếu khác nhau. X-Force thì sẽ trẻ trung và phá khách hơn một chút, còn như Yaris thì nó sẽ hướng tới khách hàng nó mang muốn cái thiết kế nó trung tính, hài hòa, bền dáng theo cái mình nó nôm na như vậy. Đấy, thế thì với cả X-Force thì em thấy thực ra thì có nhiều người nói là cái thiết kế của nó hơi rối rắm. Thì như ban nãy mình cũng có chia sẻ với nhau đấy là với Yaris Cross thì nhìn nó lại trung tính hơn, còn X-Force thì nó lại bị một cái đấy là thiết kế của nó đúng là nó mới, nhìn nó trẻ trung nhưng mà có thể với nhiều người thì nó lại bị dễ bị, ví dụ chẳng hạn ví dụ mình đi một cái xe khoảng 5 năm nữa hoặc 7 năm nữa chẳng hạn thì nhìn có thể X-Force nó sẽ trông nó hơi bị out meta so với cái thiết kế ở thời điểm hiện tại người ta mua. Còn với cả Yaris Cross thì có lẽ nó sẽ nhìn nó sẽ trường tồn hơn, nhìn nó cũng bền dáng hơn. Đấy, thiết kế đẹp xấu thì nó cũng là cái thẩm mỹ cá nhân thôi. Nó đến vấn đề sở thích thì mình không nên bàn. Thế nên là thích thiết kế xe nào thì mua xe đấy. Còn mình nghĩ về hơn nhau về tính năng, cách âm rồi động cơ ấy, thì nó sẽ có chênh lệch nhưng mà không đáng kể. Tại vì xe hạng B ở Việt Nam thì cũng thế thôi. X-Force thì cũng là xe cũng không phải xe toàn cầu. Yaris thì cũng là một số thị trường nhất định thôi. Đó. Thế thì anh nghĩ sao về một mẫu xe khác đi? Ví dụ với cả Yaris Cross thì em nghĩ cái quan ngại lớn nhất của người dùng, tức là những nhiều người người ta chưa lựa chọn mẫu xe này bởi vì cái câu chuyện Daihatsu, và họ so sánh với một số những cái mẫu xe khác như chẳng hạn như chiếc C30 hay là ví dụ chẳng hạn như HR-V chẳng hạn, thì người ta nói rằng là đấy một chiếc xe người ta có khung gầm gọi là toàn cầu. Thì anh thấy sao vì việc cái việc so sánh như vậy, nếu mà chẳng hạn với cụ thể đi Yaris Cross đấy mà so với HR-V thì anh thấy thế nào? Thực ra nếu như mà HR-V thì nếu mà bảo toàn cầu hẳn thì cũng không phải, tại vì là xe HR-V ở Mỹ thì cũng là xe khác. Với lại là mình cái phân khúc hạng B hiện nay ở Việt Nam mình ấy, thì cũng hầu hết là cũng không có xe toàn cầu mấy đâu. CX-30 thì nó cũng chớm lên hạng C rồi. Đấy, thì với lại là toàn cầu hay không ấy, thì nó cũng phải đi về cái cốt lõi của cái xe. Thứ nhất là cái xe nó khung gầm có đủ chắc chắn hay không, thứ hai là nó có bền hay không, rồi là nó phù hợp với lại yếu tố môi trường. Yaris này là một bản của châu Âu nữa, nhưng mà chưa chắc là mang bản châu Âu về đây thì nó phù hợp với cái mô hình nhiệt đới như ở Việt Nam mình. Thì cái xe này ở bán ở các nước như Việt Nam, Thái Lan hay là Đài Loan thì nó lại phù hợp với thị hiếu đấy, và nó cũng phù hợp với cái điều kiện môi trường, rồi là phù hợp với lại cái thu nhập của
của người dân ở các nước này. Thế nên là mình thấy là ở Thái Lan hay là ở Đài Loan ấy, thì nó lúc nào nó cũng là top bán chạy số 1 luôn. Thì hãng nó cũng sẽ tính toán để những cái xe phù hợp cho những cái thị trường nhất định. Chứ hãng sẽ không mang một cái xe mà nó về không bán được. Nó bán được là nó sẽ có lý do, chứ không phải là mọi người cầm tiền đi mua xe mọi người mua bừa đâu. Với cả nếu mà so với cả HR-V thì em nghĩ có một cái điểm hơn của X-Cross đấy là chúng ta sẽ có ít nhất là mình có một bộ ghế da. Em nghĩ rằng là khi mà người ta đến showroom lựa chọn thì cái đầu tiên người ta chưa biết là cái xe lái như thế nào nhá. Nhưng mà ví dụ với em thì chẳng hạn khi mình đi vào showroom mình nhìn chiếc xe của mình thì ok, cái bên ngoài thôi, cái về cái thiết kế thì mình sẽ không bàn tới, nhưng mà ví dụ về trang bị thì em nghĩ xe của anh có những cái điểm hơn. Bộ ghế da nó là một cái, tất nhiên nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là một cái điểm cộng. Rồi Yaris này thì có hai bản chất thì nó là bản hybrid và bản xăng. Còn option thì mọi thứ nó như nhau. Thế nên là mình mua bản nào thì trông nó cũng như vậy. Như mua những cái xe khác bản thấp hơn thì nó cắt thì trông cũng hơi tủi thân. Trông nó cũng khác hẳn với xe bản cao, bị phân biệt quá. Cái xe này thì về cả nội thất, ngoại thất thì nó chỉ hơn nhau một chút ở cốp điện và cửa sổ trời thôi. Còn mọi thứ thì nó như nhau thôi. Tức là các phiên bản nó không chênh lệch, thành ra mình chọn bản nào cũng được. Và thực ra cái bản hybrid thì nó cũng chỉ khác, đúng đấy, như anh chia sẻ là khác cái động cơ, khác giữa động cơ hybrid và cái cửa sổ trời với cái cốp điện. Thì nó chỉ là những cái, em nghĩ là nó không quá ảnh hưởng đến cái việc mình sử dụng hàng ngày, cái cốt lõi của chiếc xe. Thế là mình cũng chia sẻ lại là ngày xưa ấy, thì mình đi xe Polo mà. Thế nên là xe không option. Thế nên là mình hình thành một cái suy nghĩ là mình mua một cái xe ấy, mình cần nó là phương tiện đơn thuần, tức là lúc nào mình cần lên xe sử dụng là mình đi được ngay. Mình không phải đi theo phục vụ nó, mà là nó phục vụ mình. Và option thì không cần quá nhiều. Đấy, thế nên là ví dụ xe này có ADAS full ấy, mình cũng rất ít khi mình dùng. Đấy, mình chỉ có dùng, chắc là chỉ dùng màn hình để nghe nhạc thôi. Chứ còn các option khác theo mình là nó cũng có cũng được, không có không sao, đối với mình là như vậy. Với cả thực ra trong cái tầm tiền này bây giờ nhé, tức là cái thời điểm nó ra mắt thì mất khoảng 7,5 triệu thì em nghĩ rằng là nó cũng cao. Nó anh gì cũng có thể công nhận rằng là cái thời điểm mà Yaris Cross cũng là mới ra mắt khoảng 7,5 triệu thì nó hơi cao. Nhưng mà đến hiện tại khi mà nó điều chỉnh giá lại thì có lẽ nó khá là hợp lý, bởi vì thực ra nếu như mình so cùng tầm tiền thì cũng chưa có nhiều mẫu xe mà có sử dụng, tức là có hệ thống ADAS full như kiểu Yaris Cross. Và đấy, như trải nghiệm của một người dùng thực tế như anh Duy chẳng hạn, thì mình có thể thấy rằng đây là một chiếc xe mà nó vẫn đáp ứng được gần như tất cả các nhu cầu của anh, và kể cả cái câu chuyện Daihatsu, mà em nghĩ rằng đấy là cái rào cản duy nhất khi mà người ta bàn đến Yaris Cross về cái câu chuyện đấy. Daihatsu thì họ cũng sản xuất rất nhiều xe, bán rất nhiều thị trường ở Nhật, thậm chí ở Nhật bán rất nhiều. Thế nên là quan trọng mình Daihatsu hay là xe gì cũng thế thôi, nó phải bền, nó an toàn nhất định. Ví dụ như ở Việt Nam thì xe này thì chắc là cộng đồng chưa nhiều, thế nên là chưa thấy mấy. Chứ còn ở Thái thì những cái xe như Yaris Cross này thì rất nhiều vụ va chạm ấy, thì người trong xe bảo toàn bảo cái cũng giữ được tính mạng rất là tốt. Thì khung gầm của DNGA của Daihatsu thì cũng nó phù hợp với thị trường. Ví dụ như mang một con Yaris bản châu Âu về bán khoảng 900 thì nó lại không phù hợp. Mang con Daihatsu về bán khoảng đấy 6,5 triệu thì nó rất ok. Nhưng mà quan trọng là nó có thua các xe khác trong phân khúc hay không, gầm nó có yếu hơn hay không, máy nó có yếu hơn hay không, nó có kém bền hơn hay không, tiết kiệm nhiên liệu nó có bằng các xe khác hay không, như vậy thôi. Chứ mình cũng không cần quan trọng nhiều lắm đến cái câu chuyện là mình mua để mình phục vụ mình mà. Chứ không phải phục vụ mấy ông trên mạng. Thế nên là mình đi một cái xe nào nó mình đi mình cảm thấy thích là được. Vâng. Thì nói chung là anh cảm thấy với một cái lựa chọn như này là hợp lý. Vâng. Mình thấy là hợp lý. Nếu mà hiện tại mà lựa chọn lại thì mình vẫn sẽ lựa chọn Yaris Cross. Mà thực ra bật mí cho anh em rằng là anh Duy ngoài Yaris Cross ra thì anh Duy còn đi một chiếc xe khác nữa, chiếc xe quốc dân Mazda CX-5, để cho anh em biết rằng là không phải là anh Duy không có những lựa chọn khác, mà chỉ đơn thuần là nó là một lựa chọn phù hợp. Thời điểm mình đang tham khảo chiếc CX-30 showroom, các bạn sale có báo mình là chọn chiếc CX-5 bản thấp nhất và chờ giảm thuế. Thời điểm đấy là tháng 5. Thì nếu như mà chờ giảm thuế thì hai xe này và xe đấy lăn bánh chơi nhau đâu đó khoảng 50-60 triệu. Nhưng mà thứ nhất là mình thích thiết kế của xe này hơn. CX-5 thì vì sao nó cũng ra hơi lâu. Thứ hai là chờ giảm thuế thì chờ đến bao giờ.
Hiện tại thì nói thế thôi chứ cũng chưa có thông tin chính thức. Với cả thực ra em thấy anh nhà anh cũng có rồi. Anh nhà anh cũng đang đi CX-5 rồi. Đấy. À tiện đây thì anh có thể chia sẻ, mình có thể so sánh một cái vui vẻ với nhau thôi. Đấy là so giữa CX-5 với cả ZX Cross. Bởi vì cái thời điểm mà ZX Cross ra mắt ấy, thì nó lại cái giá của cái bản xăng này lại đúng bằng luôn cái bản bay của CX-5. Thì anh thấy nếu mà so giữa hai chiếc xe đấy thì nó thế nào? Chiếc xe CX-5 nhà mình thì là bản 2.5. Thì động cơ của nó thì sẽ khác biệt nhiều rồi. Nhưng mà đấy là khác biệt khi mình đi chơi thôi. Chứ còn trong thành phố thì nó cũng không có cái sự chênh lệch quá nhiều. Tại vì mình chỉ đi ở mức độ tốc độ thấp, tua thấp. Mà mình cũng không lên ga nhanh, đường tắc mà. Cung đường của mình là từ dưới Hà Đông này đi lên trên Hoàn Kiếm thì sẽ đi nhanh được. Đấy. Và cách âm thì cũng... Nó cũng mình cảm nhận cá nhân mình thì thấy cũng như nhau. Và về độ cứng của treo ấy thì nó cũng không khác biệt nhiều. Xe này cũng ngày xưa thì có một cái clip mọi người bảo là cái lò xo của xe nó hơi nhỏ. Thế nhưng mà mình cũng chở cũng nhiều lần chở full tải, chở đủ 5 người, có ít đồ đi chơi thì thấy nó vẫn ổn, không có cái gì là nó bị nhão quá hay bị tròng trành gì cả. So với phân khúc thì nó cũng sẽ không thua với các xe khác nhiều. Vâng, cùng tầm tiền thì nó cũng xem nhau thôi. Xem nhau. Và không có phải suy nghĩ nhiều là đi đường dài mình cần phải đi check trước gì cả. Không có lo lỗi. Và nếu như mà các chủ xe mong muốn mua Yaris Cross thì phải suy nghĩ xem là mua xe cho mình hay là mua xe để phục vụ mục đích là mình lên mạng chém gió với anh em. Thì ví dụ như xe này mà lên mạng thì xe này hôm nay mình thấy trong group thì có cái post là xe này sẽ bán ế nhất ở trên mạng. Ok, vừa rồi là tất cả những chia sẻ của anh Duy và cũng là cái phần tổng kết về chiếc Yaris Cross này. Thì anh em đánh giá thế nào về Toyota Yaris Cross? Liệu rằng anh em có muốn một cái video mà mê xe sẽ trực tiếp đánh giá, bóc tách mẫu xe này không? Thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận của video hôm nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.